Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông tin đặc biệt trong chương trình: Mỹ sở hữu vaccine xịn nhất, đang có số ca không qua khỏi nhiều nhất. Trong khi đó, Trung Quốc gần như không có ca không qua khỏi, dù vaccine của họ luôn bị đánh giá thấp. Vấn đề rút ra, quan trọng là cách tiếp cận với dịch, chứ không thể trông đợi vào chất lượng vaccine. Đến thời điểm hiện tại, tất cả vaccine đều như nhau mà thôi. Đồng Tháp phá kỷ lục của tất cả các tỉnh thành khác khi chi ra tới 233 tỷ đồng mua kit test COVID-19 của Việt Á. Điều bất ngờ hơn khi kết luận chỉ ra, các đơn vị này mua bán đúng quy định, không có sai phạm. Phát hiện 2 ca mắc COVID-19, Trung Quốc tiếp tục xét nghiệm cả thành phố Quảng Châu với 18 triệu dân. Như quý vị đã thấy trong phần giới thiệu nội dung, có rất nhiều thông tin nóng trong bản tin ngày hôm nay. Và để không làm mất thời gian của quý vị, chúng ta sẽ cùng bắt đầu ngay sau đây. Đồng Tháp phá kỷ lục của tất cả các tỉnh thành khác khi chi ra tới 233 tỷ đồng mua kit test COVID-19 của Việt Á. Điều bất ngờ hơn khi kết luận chỉ ra, các đơn vị này mua bán đúng quy định, không có sai phạm. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp có thông báo kết luận thanh tra việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm, vaccine, thuốc phòng chống COVID-19. Theo kết quả thanh tra, tổng giá trị hợp đồng mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm của các đơn vị của Đồng Tháp năm 2020-2021 là hơn 742 tỷ đồng. Trong đó đáng chú ý, đối với công ty Việt Á, các đơn vị y tế trên địa bàn đã mua sắm 10 gói thầu với giá trị hợp đồng hơn 233 tỷ đồng, lớn nhất từ trước tới nay. Và điều bất ngờ là theo kết luận, các gói thầu nhìn chung về hồ sơ, trình tự, thủ tục, giá cả cơ bản được các đơn vị tuân thủ theo quy định của Chính phủ, Bộ Y tế và Bộ Tài chính. Kết luận thanh tra chưa phát hiện việc trục lợi từ mua bán kit test, chỉ phát hiện một số hạn chế như là ứng hàng trước khi ký hợp đồng, thiếu chứng nhận xuất xứ, chất lượng. Kết quả lựa chọn nhà thầu được duyệt chậm hơn thời gian quy định. Dư luận nhiều người cho rằng, chưa bàn đến việc có trục lợi kit test COVID-19, trang thiết bị y tế hay không. Ngay chỉ việc nhập kit test máy móc y tế chữa bệnh mà đã thiếu chứng nhận xuất xứ, chất lượng thì rất khó để nói rằng quy trình mua bán này đã tuân thủ quy định của Bộ Y tế. Câu hỏi về tính khách quan về kết luận điều tra của tỉnh Đồng Tháp cần được làm rõ. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đặc biệt trong chương trình: Mỹ sở hữu vaccine xịn nhất, đang có số ca không qua khỏi nhiều nhất. Trong khi đó, Trung Quốc gần như không có ca không qua khỏi, dù vaccine của họ luôn bị đánh giá thấp. Vấn đề rút ra, quan trọng là cách tiếp cận với dịch, chứ không thể trông đợi vào chất lượng vaccine. Đến thời điểm hiện tại, tất cả vaccine đều như nhau mà thôi. Thưa quý vị, nhìn vào Mỹ, Trung Quốc, hai quốc gia sở hữu những loại vaccine được đánh giá có chất lượng một trời một vực và cũng có hai phong cách chống dịch hoàn toàn trái ngược. Tuy nhiên điều bất ngờ là quốc gia bị đánh giá thiếu tích cực hơn lại đang có những kết quả chống dịch ấn tượng hơn. Trước khi bước vào nội dung đặc biệt này, lời đầu tiên dưới góc độ cá nhân chúng tôi xin chia sẻ. Mỗi quốc gia có chính sách nới lỏng hay là siết chặt khác nhau về phòng chống dịch. Bài luận không mang yếu tố ca ngợi hay là phản đối hình thức chống dịch của mỗi quốc gia. Thay vào đó, chúng ta sẽ có cái nhìn thực tế về cách hạn chế rủi ro dịch bệnh gây ra. Đến thời điểm này, cách tiếp cận dịch, sự cảnh giác mới là mấu chốt hạn chế rủi ro, chứ không phải bất cứ loại vaccine nào. Thưa quý vị, trong suốt 2 năm đại dịch COVID-19 vừa qua, báo chí đã tốn quá nhiều giấy mực để nói về các loại vaccine COVID-19. Họ so sánh nhiều với các loại vaccine trên thế giới như là Pfizer, Moderna của Mỹ, AstraZeneca của Anh, Sputnik V của Nga với Verocell của Trung Quốc. Truyền thông quốc tế đã thi nhau so sánh về hiệu quả của các loại vaccine trong việc phòng tránh lây nhiễm trong giai đoạn đầu của đại dịch và khả năng giảm nguy cơ trở nặng trong giai đoạn sau. Các kết quả so sánh cho thấy các loại vaccine phương Tây đều cho kết quả vượt trội so với vaccine Trung Quốc. Điều này cũng đã từng gây ra làn sóng kén chọn vaccine tại Việt Nam nói riêng và trên thế giới nói chung. Ai cũng muốn được tiêm Pfizer và Moderna, còn nhắc đến vaccine Trung Quốc thì lắc đầu nguôi nguẩy. Tuy nhiên, đến nay, khi nhìn vào những số liệu thống kê, có thể dễ dàng nhận ra một điều. Mỹ và châu Âu, những quốc gia sở hữu các loại vaccine tốt nhất nhưng buông lỏng chống dịch, có kết quả hoàn toàn trái ngược với Trung Quốc. Quốc gia sở hữu loại vaccine được cho là kém hiệu quả hơn. Những số liệu thống kê sau đây không biết nói dối. Theo trang thống kê của WHO, tính đến thời điểm hiện tại, Mỹ vẫn là quốc gia ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch. Đến nay ghi nhận trên 82 triệu ca mắc, trong đó trên 1 triệu ca không qua khỏi.
Trong khi đó, tại Trung Quốc, quốc gia đang theo đuổi chiến dịch Zero Covid và chịu nhiều sự chỉ trích từ dư luận quốc tế, đang có kết quả chống dịch khá ấn tượng. Đến thời điểm này, Trung Quốc ghi nhận 163.042 ca mắc COVID-19. Con số này không bằng một ngày của Việt Nam trong thời kỳ đỉnh dịch. Và tổng số ca không qua khỏi đến nay là 4.638 ca. Đa số các ca không qua khỏi đều ghi nhận trong thời kỳ đầu của đại dịch. Còn đến nay, với biến chủng Omicron độc lực thấp, số ca không qua khỏi tại quốc gia này chỉ đếm trên đầu ngón tay, gần như là không có. Quay lại tại Mỹ, trong tuần vừa qua, số ca không qua khỏi vẫn đứng đầu thế giới với 4.435 ca. Con số một tuần của Mỹ gần bằng so với tổng số ca không qua khỏi của Trung Quốc từ đầu dịch cho đến nay. Những con số này cho chúng ta thấy một điều rằng, quốc gia có vaccine tốt đang thua xa quốc gia có loại vaccine được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Điều này chỉ ra rằng, vaccine góp phần giảm tỷ lệ không qua khỏi, nhưng không quyết định đại cục chống dịch. Quan trọng là cách tiếp cận với dịch như thế nào. Như đã chia sẻ trong phần đầu của chương trình, mỗi quốc gia có một cách chống dịch khác nhau. Sẽ còn quá sớm để nói loại vaccine nào tốt hơn loại vaccine nào, khi mà tất cả vaccine bây giờ vẫn không chống được lây nhiễm, và vaccine nào cũng vẫn có tỷ lệ trở nặng không qua khỏi. Và cũng còn quá sớm để nói phong cách chống dịch nào là hiệu quả nhất, khi mà chiến dịch Zero Covid của Trung Quốc đang gây tổn thất lớn về kinh tế và cũng bị đe dọa nghiêm trọng bởi làn sóng Omicron cũng như các biến chủng mới. Đến thời điểm này, chúng ta chỉ có thể kết luận rằng ý thức của mỗi cá nhân, cách tiếp cận dịch bệnh của cộng đồng sẽ là loại vaccine hiệu quả nhất để hạn chế rủi ro mà dịch bệnh gây ra mà thôi. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Phát hiện 2 ca mắc COVID-19, Trung Quốc tiếp tục xét nghiệm cả thành phố Quảng Châu với 18 triệu dân. Thưa quý vị, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin hôm 9 tháng 4. Trong nỗ lực kiềm chế dịch bùng phát, sau Thượng Hải đến lượt Quảng Châu, Trung Quốc cũng xét nghiệm COVID-19 đối với toàn bộ 18 triệu dân tại 11 quận thuộc siêu đô thị Quảng Châu, phía Nam Trung Quốc. Động thái chính quyền của Quảng Châu diễn ra sau khi xác định có 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 và vài trường hợp khác không có triệu chứng vào ngày 8 tháng 4. Nhà ga Zantian tại cảng Thâm Quyến ở miền Nam Trung Quốc cũng thông báo ngừng giao nhận hàng hóa để bảo trì hệ thống. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ liệu bảo trì có liên quan đến COVID-19 hay không. Hiện nay tại Trung Quốc, các biện pháp tổng thể vẫn nghiêm ngặt khi người dân sống trong khu vực có ca nhiễm tiếp tục bị cấm ra khỏi nhà. Riêng đối với cư dân sống tại khu vực không có ca nhiễm nào trong 14 ngày qua thì được tự do đi lại, nhưng phải tuân thủ các quy tắc giãn cách xã hội. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.